Hello cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh của Ốc nha. Ngày hôm nay thì ở trên ga ở gần nhà Ốc ở thì nó có một cái lễ hội gọi là lễ hội bia cả nhà. Thì mình sẽ qua bên đó khám phá thử xem là lễ hội bia thì nó có cái gì nha. Thì mình nghĩ là nó có bia cả nhà, nhưng mà không biết là nó có cái gì thú vị không. Thì bây giờ cả nhà cùng với Ốc đi qua bên đó nha. Người khá là đông cả nhà, có một chút lo lắng nhưng mà ham vui cả nhà ơi. Vì lần đầu tiên mình thấy có cái lễ hội này luôn. はい、出来たての唐揚げくんいかがでしょうか。chụp hình nhầm với hình. Cái đồ. Không có đồ nào trên đồ có chứ là đồ.
ありがとうございます。
ですか。今かけんなさすね。